Rồi xin chào bà con. Hôm nay là dự kiến là phải trước lễ có một cái container gì phục vụ bà con cái organic Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm một cái container tiếp theo về để phục vụ bà con mình nha. Hàng nhập nguyên đây nguyên kiện. Bà con thấy là tất cả những đơn vị ha. Chỗ mình là mình bán hàng nhập từ container gì hết. Từ nước ngoài kéo về, châu Âu về sao mà để nguyên chất lượng gì mình bán cho bà con mình. Hàng bên mình ra thì bà con yên tâm về chất lượng ha. Tổng thể một container. Đó. Còn nguyên siêu hết nha. Đấy. Tất cả nhân sự bà con đợi mình ra. Đây. Còn nguyên siêu hết nha. Mình nhập từ nước ngoài về châu Âu về. Đấy, chưa khui siêu gì hết. Đó. Sắp tới bốc siêu. Mình sẽ khui container ra thì không có ai được cái phép mà gỡ cái phiêu này ha. Đó. Thì chủ cái hàng này thôi, chủ cái công hàng này thôi mới được cốc cái siêu này ra. Đó. Rồi mình sẽ khui sau khi cắt cái siêu này cho bà con coi. Đó, cái siêu còn nguyên hết và nguyên container mình còn nguyên hết. Đó. Rồi quay tổng thể cho bà con coi. Rồi chuẩn bị cắt siêu nha, giống như những lần trước. Đó. Container này về, sắp tới sẽ có những cái container này về đại dương và thêm một container hoặc nít về nữa ha. Hàng về liên tục như thế mới đủ để cung ứng cho bà con mình. Đó. Rồi chuẩn bị cắt siêu. Rồi mình sẽ review cho bà con coi. Đây mấy bạn. Cha chuẩn bị cắt nha. Đó. Rồi, ok anh, cắt đi bình thường. À, cắt siêu đây. Đấy. Rồi, chuẩn bị mở ra. Rồi, mở đi anh, mở đi. Đấy, nào. Container từ cảng về, từ nước ngoài về ha. Là thấy cái độ nặng của nó bị nghiêng rồi đó. Là chung pallet là mình quấn băng keo là hết, nước ngoài ta làm hàng rất là kỹ. À. Container mình chạy từ cảng về, à, đường dần thì nó bị ngã ngang là bình thường. À, mình đây mình coi cái ở trong nó như thế nào. Rồi đó thấy không? Nguyên một container. Organic, chỉ có toàn organic thôi. Rồi. Đó, mấy bạn thấy không? Không, mình xài hàng nhập, mình nhập từ nước ngoài về, nó nguyên kiện như thế này, đó. Nhưng mà nó cũng dễ hư hỏng, các bạn thấy là bởi vì mình làm cái hàng nhập đó, mình những cái vấn đề này xảy ra nó ngoài ý muốn là chắc ăn là phải có, nha, đó, thà là gì các bạn, nha, đó, thà là gì để mình có được cái hàng phẩm tốt nhất, nguyên đai nguyên kiện hết để cho phục vụ bà con mình, nha, cái container này đặt là dây chắc lỗ rồi. À, nó bị cái này là lỗ rồi đó. Rồi ok. Rồi các bạn, mình đang ở trong cái lò quả diêm sơn của cái container organic Thổ Nhĩ Kỳ đây. Các bạn thấy nè, calo nó chảy ra kìa nè. Đó, thấy không? Nó chỉnh chu từng cọng dây nè. Mình nói là nó chỉnh chu từng cọng dây nha, từng cái thùng nha, từng cái thùng và từng cái cao su mình quấn ở ngoài để mình bảo vệ quản cái hàng tốt nhất cho bà con có thể. Đó các bạn thấy không? Nước ngoài, mình làm gì với nước ngoài là mình sẽ được những cái dịch vụ này người ta cung cấp cho mình. À, mình được những cái tốt nhất có thể. Đó, đừng nói là mình nhìn bề ngoài thôi. Mình nhìn tổng thể bề ngoài thôi. Nước ngoài người ta đóng gói các sản phẩm về tới Việt Nam mình thôi. Mình nhìn tổng thể ở ngoài là nó chỉnh chu từng khâu hết rồi. Chứ đừng nói là chất lượng trong. Chất lượng trong thì mình còn khỏi bằng cãi. Đó. Hàng không chất lượng, không đủ nguyên liệu người ta không đóng cho mình. Đơn giản như thôi, mình làm gì với nước ngoài. Mình được cái là rất là chỉnh chu về mọi thứ hết, kể cả bề ngoài, tổng quan, nhận diện ở ngoài và chất lượng ở trong nha. Đây, gắn đi vô đây chút xíu nữa chứ nó chảy mỡ dữ lắm rồi các bạn. Đó. Mình về đợt này là 36 feet như thế này, 36 feet từ trong ra, 36 feet nha. Thì cái container này trọng lượng nó lên tới 26 tấn 500 kg. Đó, cái hộp này không như kiện này không là 26 tấn 500 kg ha. 36 feet như thế này từ trong dài ra. Đó. Ngàn lấy khủng ha, để phục vụ bà con mình về phục hồi nè, nuôi trái nè, lấy cơ độc cực kỳ. Đấy. Để cho cây trồng mình nó tốt thì có những sản phẩm tốt ha, sản phẩm tốt, tốt cho đất, tốt cho cây ha, và sản phẩm phải nhập nguyên đai nguyên kiện từ nước ngoài về. Khác biệt, mấy bạn đừng hỏi là so sánh những hàng trong nước đóng lại nha. Mình hàng từ nước ngoài về mình kéo về nó chỉnh chu như thế này thì không thể so sánh được những cái hàng trong nước đóng lại đâu. Rồi ok, chút xíu mình sẽ xuống hàng, mình sẽ quay tiếp. Cảm ơn bà con. Rồi xin chào các bạn. Đã xuống xong một xe ha. Rồi mình sẽ khui ra cái hàng cho mấy bạn coi. Không, mình kêu leo lên xe tải mình khui cho mấy bạn. Cao quá ta. Đây.
cái đợt này về á mình có thêm một cái hàng là thêm một cái hàng mới nữa, mình vui cho bà con coi nè, em đứng gần nha, thấy không, thấy không, là mình vui cho bà con coi nha. Đây mà đây ọt nghĩa Thổ Nhĩ Kỳ ha, đó rồi thêm một cái hàng mới nữa, đây để mình bỏ vô đây. Rồi để mình khui trùng tiếp theo, một trùng nó 4 canh như thế này các bạn nha. Rồi khui trùng theo, đây em ở đây chung cái lô hàng ổn đấy Thổ Nhĩ Kỳ này. Cái này mình về thêm một cái Semia nha, sản phẩm mới. Thì trong đây nó có gì khác biệt với ổn Thổ Nhĩ Kỳ nè, này và ổn đấy Thổ Nhĩ Kỳ nó có gì khác biệt. Thì xong của video này xuống xong hàng hết nè, mình về hàng về tới kho mình sẽ review cho bà con coi và nói trong đây nó có cái gì nha, cũng là hàng nhập khẩu nguyên đây nguyên kiện từ Thổ Nhĩ Kỳ về hết đây. Rồi ok ha, đây 4 canh như thế này này các bạn nha. Rồi ok, về tới kho rồi mình sẽ phân tích nha, về tới cửa hàng mình đi mình sẽ phân tích cho bà con coi là trong đây có cái gì, cái gì. Rồi ok, rồi xin chào bà con. Sắp tới là gì? Sắp tới sẽ là lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thì lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 là cái lễ rất là lớn của nước Việt Nam mình nha. Ai cũng nghỉ hết. Chỉ trừ có những cái anh công an rồi thôi, là đi trực thôi. Nha, ai cũng nghỉ hết. Kể cả công nhân mình hoặc là tất cả công ty đều nghỉ hết. Cái lễ rất là lớn. Thì lễ này sẽ có chương trình gì? Ngay được hơn là mình về một container ngay trước lễ thì mình sẽ làm một cái chương trình hỗ trợ bà con mình. Chỉ có Organic mấy bạn thấy. Hàng của mình là bốc từng container, bốc trong container, bốc từng thùng hàng và từng can riêng hết từ nước ngoài về hết. Đó, bà con mua hàng bên Hiệp đạt được lợi thế như thế. Và mỗi một đợt lễ lớn hay là một chương trình một container về, mình sẽ hỗ trợ cho bà con trong vòng một chương trình là khoảng 15 ngày tới 30 ngày. Đó, Hiệp bán hàng rồi, rất là hỗ trợ. Rồi, chương trình như thế nào? Chương trình đi thẳng vào vấn đề luôn. Mình không có nói hàng giả hàng xấu gì nữa ha. Hàng thì container nó về đều phục vụ cho bà con mình thì cái lượng hàng như thế thì bà con mình khỏi cào cải chất lượng nữa và được bà con mình tin tưởng áp dụng và mua quay lại. Đó là cái mừng, cái nỗi mừng nhất của Hiệp Sugi miền Tây sau khi đưa sản phẩm cho bà con, được bà con ủng hộ rất là nhiệt tình, cũng rất là cảm ơn bà con ha. Rồi bà con mua của Hiệp một can Organic sẽ được gì? Thứ nhất, mình mua Organic này trong chương trình, mình nhắc lại nha, từ ngày Hiệp đăng video tới ngày 30 tháng 4 là mình nghỉ làm việc, nhưng mà mình vẫn nghe máy vẫn chốt được, tức là ngày 30 tháng 4 ngày lễ đi chơi bóc điện thoại này Hiệp ơi, Hiệp ơi còn chương trình không, gửi cho anh 2 can, ok vẫn còn chương trình đó. Ngày 1 tháng 5 mấy bạn đi chơi, mấy bạn mình vẫn nghe máy bình thường ha, mình vẫn mở điện thoại mình tiếp khách hàng mình. Rồi Hiệp ơi, 1 tháng 5 rồi, hết lễ rồi, còn chương trình không, cho anh 2 can, ok vẫn còn chương trình. Rồi chương trình như sau, khi bà con mua một can Organic này, một con Organic này, bà con sẽ được miễn ship là thứ nhất. Thứ hai, được tặng một cái nón tay bèo ha, của Hiệp Hòa, cửa hàng Hiệp Hòa tên cửa hàng mình luôn. Hoặc là nếu mà mình hết cả nón này thì mình vẫn gửi là một cái nón y gan như vậy, nhưng mà ha, của cái công ty khác, của những đơn vị khác. Rồi một can Organic nhắc lại là được miễn phí vận chuyển, bà con mua cùng can Organic được miễn phí vận chuyển và
tặng một cái nón. Rồi sao bà con mua hai con organic, hai con organic miễn phí vận chuyển là tất nhiên. Hai phí vận chuyển hai can organic này, một can nó khoảng ba mấy ngàn các bạn, ba mấy ngàn tại vì nó năm lít nhưng mà nó nặng tới 7 kg lận, nặng 7 kg lận nha. Rồi mua hai can sẽ được miễn ship và tạ và giảm trên đơn hàng của mình. Thường thường mấy bạn mua hai can, một can 900, hai can thì 1.800.000, thì mấy bạn mua hai can mình sẽ giảm trên đơn hàng là 50.000 và miễn ship, tiền ship nó khoảng 50.000, hơn cho 50.000 nữa, tức là gần 100.000 cho hai can organic này mình hỗ trợ bà con mình. Tiền ship thì không bằng cãi nha. Thì mấy bạn mua hai can mấy bạn chỉ cần thanh toán 1.850.000, xin lỗi 1.750.000, trước đây là 1.800.000 ha. Đó, bên cạnh giảm 50.000 trên đơn hàng thì bà con được tặng một áo hoặc một nón nha, một áo hoặc một nón nha, nhắc lại. Rồi đó, đó là chương trình hỗ trợ cho bà con mình trước lễ. Nhắc lại là chương trình sẽ diễn ra từ ngày Hiệp đăng video tới ngày hết ngày 1 tháng 5, 10 giờ ngày 1 tháng 5 mấy bạn điện mình alo mình chốt đơn hàng, hoặc là mấy bạn gửi tin nhắn, bận quá gửi tin nhắn ngay trong ngày đó thì qua ngày hôm sau là tức là lễ trình vô làm việc lại thì mình gửi, nhưng mà ngày hôm sau mấy bạn đặt hàng là không được chương trình. Thì bà con cố gắng trong khoảng thời gian đây tới phải lễ khoảng còn mười mấy ngày nữa, cố gắng chốt những cái đơn hàng tốt nhất để được hỗ trợ tốt nhất cho bà con mình ha. Thì Hiệp bán hàng là Hiệp hỗ trợ, mình hay nói là mình kiếm tiền dễ, mình kiếm tiền là thật sự là dễ, mình bán một canh thuốc là mình đã có lợi nhuận, còn bà con mình á là một mùa đợi tới thu hoạch để có tiền nó hơi khó đó. Thì mình coi là cái gì hỗ trợ được là hỗ trợ cho bà con mình, và những chính sách là tốt nhất là dành cho bà con mình, ưu tiên là bảo vệ khách hàng và khách hàng, quyền lợi của khách hàng đặt trên hết nha. Bởi vì Hiệp làm giường á, mình không đi kịp là mình không nhận, còn những giường mà mình nhận ít có gò rỉ, ít có vấn đề xảy ra đó. Khách hàng của Hiệp phải có lợi nhuận lại nha, lợi nhuận nó phải chạy đều. Hiệp có lợi nhuận bán thuốc cho bà con có lợi nhuận, thì bà con trên mảnh giường nó phải có lợi nhuận nha. Mà năm nay lợi nhuận khá cao, những cái giường hạ quyền của mình làm nhìn khá là cao. Rồi ok, cảm ơn, cố gắng là chốt chương trình trước lễ nha, để được Hiệp hỗ trợ về cái sản phẩm organic này để làm gì, để mua về tưới cây con lấy cây đọt, tưới phục hồi, hoặc là nuôi cây mau lớn để làm trái, hoặc là nuôi trái nha. Organic hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nguyên đai nguyên kiện từ nước ngoài về khui tông ra là bán cho bà con mình. Rồi ok, cảm ơn.